ôm lọng vô chạy giống như nãy giờ anh hướng dẫn á, chạy vô. Các bạn thi bên mình sẽ được học mẹo lý thuyết ở trong đề thi nha. Thực hành bên mình sẽ tập trước thi. Ngày thi các bạn đi sớm sẽ được thi thử và lý thuyết với thực hành luôn nha. Đi thi mới có bằng thật các bạn ơi. Rồi chạy qua đây. Hình dung bài thi chưa? Rồi xong bài thi nè các bạn.